Ê, nè, chúng ta từ từ qua bên đó hả? Ê, mau chạy thôi. Chú Bách, nhanh lên, chú Bách ơi. Mau dùng võ công của huynh đối phó với nó đi. Chú Bách huynh đệ, tay của ta bị nó trói chặt rồi, không tung võ công được. Bây giờ làm sao đây? Muội cảm thấy như mình sắp chết rồi. Vậy đi, tất cả chúng ta cùng nhau dùng sức xem thử có thể thoát được không. Ê, nè Hà Lâm Nhi, Quỳnh không được ngất. Trong ba người chúng ta chỉ có Quỳnh là võ công giỏi nhất. Mùi cũng sắp thở không ra hơi rồi. Mùi Mùi Dân, Mùi Dân. Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, đừng qua đây, mà cút đi. Đại xà đâu? Nó... Mộ Dân, Mộ Dân, Hà Lâm Nhi, Hà Lâm Nhi, đại xà tinh bỏ chạy rồi. Hai người mau dậy đi. Nè, Hà Lâm Nhi, Hà Lâm Nhi. Thủ hộ pháp. Khởi bẩm giáo chủ, Phúc Thông cầu kiến. Mau vào đây. Tham kiến giáo chủ. Hữu hộ pháp miễn lễ. Tạ giáo chủ. Phúc Thông, vị cô nương này là... Giáo chủ, thuộc hạ của chúng ta từ trên người của vị cô nương này phát hiện ra lệnh bài của Lâm Nhi, nên đã đưa cô ấy tới Bạch Liên giáo. Lệnh bài của Lâm Nhi? Giáo chủ, người xem. Đây quả thật là lệnh bài của Lâm Nhi. Cô nương, tên họ là gì? Tại sao lại có lệnh bài của Lâm Nhi chứ? Tôi... Cô không cần sợ. Ta là Hàng Sơn Đồng, cũng chính là phụ thân của Lâm Nhi. Hãy nói cho ta nghe, tại sao cô lại có được lệnh bài của Lâm Nhi? Tôi tên là Mã Tú Anh. Trước kia, lúc Hàng công tử bị quân Nguyên truy sát, ngã ngay trước cửa nhà tôi, cho nên tôi đã đưa huynh ấy đến một sơn động gần đó để trị thương. Sau này Hàng công tử nói vì muốn cảm tạ tôi, cho nên đã đem lệnh bài này tặng cho tôi. Nói là nếu như sau này tôi có gặp khó khăn gì, bảo tôi cứ đến tìm người của Bạch Liên giáo, nói mọi người sẽ giúp đỡ tôi. Phúc Thông, Lâm Nhi bị quan triều đình truy sát đến bị thương, sao ta chẳng biết gì chứ? Khởi bẩm giáo chủ, lúc trước Lâm Nhi một lòng muốn chữa khỏi bệnh cho giáo chủ, nên đã một mình tới dịch quán tìm thấy quý cấp ma để đoạt lấy Hà Thủ Ô ngàn năm. Không ngờ trúng phải mai phục, cậu ấy sợ người lo lắng, không để thuộc hạ nói với người. Vậy Lâm Nhi hiện nay đang ở đâu? Cậu ấy ra ngoài đến nay vẫn chưa về, thuộc hạ cũng không rõ. Còn Hồng Diễm đâu? Tả hộ pháp hiện cũng không ở tổng đàn. Cả Hồng Diễm cũng không có. Vậy xin giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nghĩ tả hộ pháp đã ra ngoài tìm Lâm Nhi, chắc họ sẽ mau trở về đây thôi. Thật không ngờ Lâm Nhi lại có thể đem một thứ quan trọng đến như vậy giao cho vị cô nương này. Ta nghĩ Lâm Nhi chắc chắn rất thích cô ta. Trong vị cô nương này mài thanh ngài tú, hơn nữa thái độ ung dung, chi bằng mình cứ giữ cô ấy lại, đợi Lâm Nhi trở về rồi mới tính sao. Cô nương, đa tạ cô đã cứu Lâm Nhi. Vì muốn cảm tạ cô, ta mong cô hãy ở lại Bạch Liên giáo để ta có thể tiếp đãi cô thật tốt. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi và Tiêu Thúc còn phải đến Hào Châu để tìm người thân của chúng tôi nữa. Người thân? Vậy người thân của cô đang ở đâu? Chúng ta có thể mời họ đến Bạch Liên giáo để mọi người đoàn tụ. Tôi cũng không biết huynh ấy hiện đang ở đâu. Chúng tôi đã thất lạc với huynh ấy, cho nên tôi và Tiêu Thúc vẫn đang nghe ngóng tin tức của huynh ấy. Nếu đã như vậy thì Mã cô nương,
Bạch Liên giáo chúng tôi môn đồ rất đông. Cô có thể đem danh tánh cũng như diện mạo của người đó nói với ta, ta có thể giúp cô đi tìm. À, đây, đây. Cô cứ ở lại đây, yên tâm đợi tin. Ta chắc rất mau sẽ có thể tìm được tung tích của người thân của cô đó. Giáo chủ, người đang không được khỏe, nên nghỉ ngơi trước đã. Mã cô nương, nếu như giáo chủ đã có thịnh tình muốn giữ cô ở lại, thì cô không nên từ chối nữa. Lộ phí cũng không còn nhiều, cộng thêm sức khỏe của Tiêu Thúc vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chỉ bằng tạm thời ở lại đây, đợi bệnh của Tiêu Thúc khỏi hẳn, rồi mới đi tìm Trùng Bát Ca. Dạ. Trùng Bát, tuy rằng ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn phải đa tạ huynh đã cứu mọi người. Này, huynh đừng có nói câu đa tạ nữa mà. Lúc đó ta cũng rất sợ hãi, ta liền nhắm mắt hét to một tiếng. Ta đoán chắc đại xà tinh đó đã bị tiếng hét của ta làm sợ hãi, cho nên mới bỏ chúng ta lại chạy mất thôi. Theo muội nghĩ, chắc chắn lúc nãy đại xà tinh đó đã ngửi thấy mồ hôi trên người của huynh, cho nên mới bỏ chạy. Ê, muội Vân, muội còn dám nói ta hả? Lúc nãy muội chẳng phải cũng đã bị ngất đi sao? Muội, muội là nữ nhi mà, huynh phải bảo vệ muội mới đúng chứ. Ta rất muốn bảo vệ muội, nhưng mà ta lại không biết võ công, làm sao bảo vệ muội? Ê, huynh còn nói nữa. Sao muội không chịu nói lý lẽ huynh vậy đó? Hay là để Hàn Lâm Nhi? Ê, Hàn Lâm Nhi. Ê, Hàn Lâm Nhi. Thạch Nhãn. Thạch Nhãn kìa. Ê, Hàn Lâm Nhi, huynh sao vậy? Hàn huynh, huynh làm sao vậy? Lúc nãy thật là nguy hiểm. Hàn Lâm Nhi, Hàn Lâm Nhi. Huynh sao vậy? Hả? Ta. Hả? Ta. Ta vừa nãy dường như nó nhìn thấy thạch nhãn, chính là ngay chỗ này, cho nên ta muốn đem thạch nhãn lấy xuống. Đây. Đa tạ huynh, lại cứu ta thêm một lần. Hey, Hàn Lâm Nhi, khoan nói những chuyện này nữa. Ta thấy nơi này có gì cổ quái, ta thấy vẫn là mau chóng tới chỗ khác tìm đi. Ừ. Đi. Đi thôi. Mệt thật đó. Tại sao tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của thạch nhãn gì đó? Ê, ê, Hàn Lâm Nhi, sư phụ huynh có từng nói với huynh manh mối đi tìm thạch nhãn không? Không có. Năm xưa sư phụ của ta cũng từng đến Hàng Âm Sơn tìm qua, chỉ là sau cùng người không tìm ra được. Thạch nhãn, thạch nhãn. Thạch nhãn này không hẳn là hòn đá có hình dáng như con mắt, có lẽ chính là con mắt của tảng đá. Tảng đá sao lại có con mắt được? Chẳng lẽ tảng đá còn có tim gan nữa sao? Điều đó khó nói được. Hoặc giả sơn thạch chi nhãn này được giấu trong tảng đá nào đó. Rất có khả năng này. Có điều nó đúng thật là như vậy, sơn thạch chi nhãn này sẽ trở nên khó tìm hơn. Không hẳn. Hàn Lâm Nhi, khoan nôn nóng đã. Có lẽ còn có chỗ đặc thù gì đó, chỉ cần chúng ta bình tâm lại, ta nghĩ nhất định sẽ có thể tìm được. Thạch nhãn. Hả? Sao? Ê, Hàn Lâm Nhi, Bộ Dân, hai người qua đây mau. Hả? Ê, hai người xem, tảng đá to này có phải có gì kỳ lạ không? Làm gì có chỗ nào kỳ lạ chứ. Ê, hai người xem nè. Đó, huynh xem. Trùng Bác, mấy viên đá mà huynh ném qua đó sao lại không thấy đâu hết? Phải đó, dường như bị nuốt vào vậy. Ê, chúng ta qua xem thử đi. Ê, ừ.
Hàng Lâm Nhi, quên mau xem, mấy viên đá hàng Âm Sơn này đa phần đều là nguội lạnh, duy nhất tảng đá này là nóng thôi. Nói không chừng trong này đang có Thạch Sơn chi nhãn mà chúng ta muốn tìm. Trung Bác, Mộ Dân, hai người hãy tránh ra, ta sẽ tìm cách phá vỡ tảng đá này. Được. Chói mắt thiệt, không còn nhìn thấy gì nữa. Là thập nhãn. Thập nhãn, cuối cùng ta có thể tìm được ngươi. Chúng ta tìm được thập nhãn rồi. Chúng mắt quên xem. Ê, quá tốt rồi, đúng là trời cao không phụ người có lòng. Hàng Lâm Nhi, đúng là quá tốt rồi, cuối cùng huynh lại có thể giao phó với sư phụ. Trung Bác à, ừ? Tất cả đều là công lao của huynh hết. Nếu như không nhờ có huynh, không những ta không tìm thấy thạch nhãn, chỉ e là bản thân ta đã chôn thân tại đây rồi. Huynh đừng khách sáo vậy mà, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên mới tìm ra cho huynh thôi. Hàng Lâm Nhi, lần này ta không còn nợ ân tình của huynh rồi. Giờ đây huynh không những không nợ ân tình của ta, đổi ngược lại, ta lại nợ huynh một ân tình rất lớn. Trung Bác à, chỉ bằng huynh hãy trở về cùng ta, trở về Bạch Liên Giáo. Dựa vào tài trí thông minh của huynh, nhất định sau này sẽ làm nên đại sự. Hàng Lâm Nhi, đa tạ huynh. Có điều, ta còn phải tới Hào Châu đi tìm Tú Anh và Tiêu Thúc của ta nữa. Vậy đi, đợi sau khi ta tìm thấy họ, ta sẽ đến thăm huynh được không? Được, quyết định vậy đi. Được, quyết định vậy đi. Quyết định vậy đi. Ừ. Hãy